Hello, xin chào tất cả các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Các bạn nhớ thấy kênh YouTube của mình hay, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ kênh giúp mình nhé. Và hôm nay trên tay mình đây là sản phẩm phụ Oppo ABS. Các bạn biết mình sẽ làm gì chiếc Oppo ABS này không? Và hôm nay mình sẽ là cái ABS này, hôm nay là một máy sống nhá các bạn nhá, không phải là máy chết mình lôi thử nghiệm được các bạn nhá. Và đây là sản phẩm Oppo ABS của hãng Oppo, chính hãng Oppo và sản xuất và con này thì là sản xuất 2018. Và hôm nay mình sẽ làm video clip có như mổ xẻ chiếc Oppo chi tiết bên trong xem có những cái gì hot. Máy thị trường đang bán với giá con này là con này với giá là hơn 3 triệu đồng nha các bạn nhé. Và hôm nay mình sẽ mổ xẻ nó ra xem bên trong có những cái gì nhá. Mình sẽ đầu tiên mình sẽ các bạn sẽ chọc mình sẽ chọc cái sim. Công việc đầu tiên là phải tháo cái sim. Và đầu tiên xong rồi mình sẽ lách con tay vào đây. Khay sim được thiết kế bằng nhựa nha các bạn nhá. Bằng nhựa nhá. Đây. Đây, thảo ra rất đơn giản các bạn ạ. Các bạn nào có hay thì thỉnh thoảng có máy xem video clip này thì mua lấy cái tô vít này về nhá. Mua lấy cái banh này và là cứ cạy cái máy mình ra. Rảnh thì các bạn ngồi cạy máy ra và lắp máy vào nhá. Đây. Các bạn xong các bạn lừa tay vào cái ổ chỗ cái ổ sim này này. Đấy, xong các bạn lách ra. Nè, mình đã lắp cái gần ra rồi. Đây, và mình đã lách được chiếc Oppo. Các bạn là sao? Con Oppo này, con Oppo ABS này thì với được thiết kế của nó là nắp nhựa các bạn nhé. Nắp của nó là nắp nhựa. Đấy. Thiết kế này để cho giảm chi phí này. Đấy, rất dẹp. Đấy, nhựa này, màu đỏ, tươi, rất đẹp. Đẹp keng luôn, 99% máy mới đét đấy. Đây và đây pin rất to. Pin này dung lượng rất là trâu bò này. Đánh giá là pin 4230 mAh. Pin rất trâu bò nha các bạn nha. Và đây là phần bo mê. Bo mê là thiết kế rất chắc chắn. Và đây là phần bo loa. Và đây là phần màn hình các bạn nha. Và mình sẽ không phải tắt nguồn luôn. Và mình sẽ tháo tung nó ra luôn các bạn xem. Mình đang rảnh mà. Công việc của mình chỉ ăn tháo ra lắp vào thôi. Nên là các bạn đừng có thắc mắc coi như là mình rảnh hàng như vậy được. Ốc thiết kế rất chắc chắn nhé. Đấy, các con ốc thiết kế rất chắc chắn. Đây ạ. Và mình sẽ mổ xẻ bên trong có những cái chi tiết hay. Các bạn nhớ thấy hay thì nhớ cái thấy mình hay thì các bạn nhớ đăng ký giúp kênh và subscribe giúp kênh chúng mình nhé. Để mình tiếp tục làm những clip và coi như là bung điện thoại thì ra hơn. Như ai hưởng khoảng iPhone XX Max các kiểu này. Chẳng qua mình chưa có máy, mình có máy mình cũng phải bung nó ra. Sở thích của mình để bung điện thoại. Đây, ốc mình đã vặn xong rồi mình sẽ lắp nhá cái lồng ra. Dạ, 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 dạ. Dạ, dạ, dạ. Rồi, đã ra các bạn nhá. Đây và mình đây là cái lồng miếng sắt này. Thiết kế rất chắc chắn. Đây, đây là chân pin. Mình sẽ nhấc chân pin ra nhá, đỡ phải tắt nguồn. Các bạn cho tay các bạn nhấc ra. Vòng tay các bạn dài được càng lợi đây. Dạ. Và đây là chân vâng, và đây là chân này là các bạn biết cáp này là cáp gì không? Cáp này là anten sóng. Mình thiếu chân này là không được đâu nhá. Rồi, và mình sẽ nhấc chân pin ra. Pin thiết kế rất chắc chắn và rất to. Và mình kéo này lên và mình sẽ kéo ra. Dạ, rất chắc chắn. Không biết là có bay màn hình không. Ôi giời. Ui dồi ôi các bạn ạ. Vâng ạ. Đã bay được pin ra rất kinh khủng. Ui giời. Các bạn ạ. Ui giời ôi. Đây ạ. Pin rất kinh khủng. Pin rất to, rất chắc. Trong quá trình giật mình quên mình không tháo mên ra đây ạ. Mên còn bay lít tư phui. Đây. Nhưng mà chắc là không sao đâu các bạn ạ. Đây. Và đây là mình sẽ chi tiết cái mên ạ. Đây là phần mên Oppo. Đây là phần camera sau này. 20 camera sau, camera kép nhá các bạn nhá. Và phần này là phần camera trước của Oppo.
Nói chung là nhìn qua cái tổng quan là cái server, cái ban của Apple thì mình thấy ít gặp những các cái lỗi vặt lắm. Nó không như cái iPhone thì một thời gian dùng sau lỗi vặt, lỗi pin nữa kiểu kia, nhưng mà Oppo thì mình thấy chất lượng thì ok, không thấy hiện tượng là lỗi vặt như kiểu là loa chuông mic các kiểu, trừ khi nó chết là nó chết hẳn luôn, chứ nó không có chuyện mà hỏng phần nào đấy. Đây, và đây thứ hai, đây là phần này, là phần cáp trên sạc cho các bạn nhé. Phần này là cáp trên sạc nối từ đây xuống cái chân sạc ra loa. Phần này thôi mình cũng chả tháo ra để làm gì. Đấy, đây là loa trong của Oppo, thiết kế rất chắc chắn, ABS. Và đây là chân màn Oppo ABS đấy nha các bạn nha, màn hình đấy nhờ. Đấy, chân màn hình đấy. Màn hình gì nhỉ? Màn hình ABS thì được thiết kế chia làm hai lớp, một lớp kính và lớp hiển thị. Lớp kính mà bị vỡ mà cảm ứng được thì các bạn có thể đi ép lại được cả bộ kính. Còn mà lớp kính mà vỡ mà liền luôn, cảm ứng cũng liệt luôn, thì các bạn chỉ thay cả bộ. Giá thích thay này chỉ vài trăm ngàn các bạn nhé. Mình sẽ lắp lên và thử xem là cái cú rơi vào xong mình xem có lên nguồn không nhé. Cho các bạn xem luôn. Kính mình thích, rất thích màu mạnh. Có X-Max thì mình cũng mổ X-Max ra luôn đấy. Nhưng mà không có X-Max thì thôi, không mổ. Đến như con iPhone mình đang xài đây, cú bắp của mình đang xài đây, mình bổ được suốt ngày. Ai cái nào à? À ok, chào tí. Cái gì ạ? 6S là bao nhiêu đấy? À 6S thì nhà không có một con nào. Bao nhiêu? Anh là rẻ à? Bao nhiêu? Nhà này không, hôm nay hết sạch rồi. Hết rồi? Ừ. 60 lút của 3,5 thôi. Hả? À? Để vẫn lên để nguồn. Để ngoài. Từ từ đợi, thì đang ở clip. Và thôi mình dùng clip đến đây nhé, chào các bạn nhé. Hỏi chiều mai sẽ sẵn gành. Bảo bố sẵn gành. Dùng. Mua máy nhiều tiền đặt vào. Máy dùng máy đặt công. Đây. Phân cấp của hai cặp công ty. Đây, anh nhập ngày tháng năm sinh rồi. Anh vừa đưa tay lên nhé. Thôi mình xin chào các bạn.